Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực cải cách hành chính, bộ phận một cửa nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết nhiều công việc của nhân dân là bộ mặt của chính quyền địa phương. Nhưng thời gian vừa qua, chúng ta lại thấy một số vụ bê bối điển hình về tính tắc trách, kém về trình độ của cán bộ tại bộ phận này. Điều đáng tiếc đó lại không phải là những chuyện hy hữu trong đời sống. Điểm khuyết trong chất lượng cán bộ cơ sở bộc lộ rõ qua các vụ việc cụ thể như vừa qua, rõ ràng đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới đối với các vị trí làm việc này. Những cán bộ mà được phép trực tiếp tiếp xúc với người dân như là ở địa điểm một cửa, thủ tục hành chính một cửa hay là ở những cái khâu giải quyết khiếu nại tố cáo vân vân, phải là những cán bộ mà phải được đào tạo, rèn luyện và có cái phẩm chất đặc biệt. Đấy. Chứ anh không thể nóng tính hay anh không thể nghiệp vụ kém hay là anh không thể có cái gọi là kỹ năng kém mà anh ra đấy anh làm việc được. Ấy thế nhưng những chuyện xảy ra vừa qua tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai hay xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì lại khiến cho người ta mất niềm tin vào bộ phận được coi là bộ mặt của chính quyền cơ sở. Sự chân thành, lời nói lịch sự, thái độ kính trên nhường dưới. Người dân chẳng mong gì hơn những điều này khi đến làm thủ tục hành chính tại các cơ quan. Nhưng nhiều khi sự đối đáp thì khó mà chấp nhận được. Kể cả cách ứng xử, cách giao tiếp cũng phải thay đổi. Không thể nào mà dân hỏi mà lại chỉ tay như thế này. Mặt không có một biểu cảm gì, cứ thế lại chỉ sang. Nhân viên rất là không niềm nở lắm. Sự vô cảm của cán bộ Hiếu ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa hay mới nhất là những dòng phê phản cảm sai quy định cho sinh viên xảy ra tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cũng đủ khiến uy tín mà bộ máy chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực xây dựng bị ảnh hưởng ít nhiều. Phải khẳng định rằng bộ máy hành chính của thành phố đang có sự chuyển động mạnh mẽ và khi có sự thay đổi, yếu kém mới bộc lộ ra. Câu chuyện đổi mới và tinh thần của năm cải cách hành chính 2017 rõ ràng đang có tác động hai chiều. Quá trình thanh lọc cán bộ chắc chắn sẽ phải được đề cập, thậm chí đặt ra ở mức cao hơn. Bởi không có lý gì, người sai phạm, người yếu về năng lực lại vẫn cứ ung dung tồn tại mãi trong bộ máy của chúng ta.